Israel Keys là tên sát nhân hàng loạt đúng nghĩa xuất hiện ngay trong thời hiện đại. Cuốn sách về hắn thì dùng từ khét tiếng nhất lịch sử đương đại. Nhiều người lại nói hắn là cơn ác mộng tồi tệ nhất của FBI. Vì sao người ta không ngại dùng so sánh nhất với tên này? Hắn thực sự tồi tệ đến mức độ nào? Liệu người ta có nói hơi quá về tên này không? Không đâu các bạn, người ta không nói quá đâu. Theo những gì mình thấy, thì tên này như là tổng hợp điểm mạnh của những serial killer khét tiếng trong quá khứ. Tàn ác, điên cuồng, thông minh, bình tĩnh, cẩn thận, tất cả đều có ở tên này và đều cân bằng một cách đáng sợ. Hắn còn tệ hơn cả một tên giết người hàng loạt. Hắn còn là kẻ cướp ngân hàng, cướp của, đốt nhà, hiếp dâm và nhiều tội ác khác trong hơn 14 năm mà chưa từng bị cảnh sát để ý tới dù chỉ một lần. Hắn tàn hình trước mắt cảnh sát. Sau khi bắt được Israel Keys và biết được hắn đã làm những gì, các nhà điều tra cảm thấy thật may mắn. Nếu tên này không bất cẩn một cách khó hiểu, nếu hắn vẫn tuân theo những quy tắc của hắn, thì việc tìm ra rồi bắt được gần như là không thể. Vậy rốt cuộc Israel Keys thật sự là ai và đã làm những gì? Phần 2 này sẽ hé lộ hết tất cả. Quá khứ, hành trình, tâm lý và cái kết của con quỷ này. Video này sẽ hay và đáng sợ một cách âm thầm. Xin chào, mình là Bad Saber. Israel Keys sinh năm 1978 tại Richmond, Utah. Hắn sống với gia đình và hắn có tận 9 anh chị em. Thêm hắn và bố mẹ là gia đình có 12 người tất cả. Với mình, đây là một gia đình kỳ lạ. Cả gia đình sống trong rừng. Bố của hắn xây một căn nhà gỗ cho vợ và 10 đứa con ở trong rừng, sống một cuộc sống hoang dã, tránh xa điện đóm và công nghệ hiện đại. Bố mẹ hắn chọn cách sống như vậy vì hai người này là tín đồ sùng đạo Mormon. Tiếng Việt là đạo Mặc Môn. Đây là một đạo giáo được công nhận tại Việt Nam, nên mình sẽ tránh nói về nó. Mình sẽ chỉ nêu những thông tin liên quan tới vụ án. Israel Keys lớn lên trong một môi trường biệt lập với xã hội, không giấy khai sinh, không có số an sinh xã hội, gia đình quá đông, điều kiện sống thì hoang dã và thiếu thốn. Hai vị phụ huynh cuồng đạo thường sinh hoạt tại một nhà thờ theo đạo Mặc Môn. Gia đình Keys còn kết bạn với gia đình hàng xóm là Chef Vickio, cùng sinh hoạt trong giáo hội. Người này sau đó đã bị kết án vì tội giết 3 người vào năm 1996. Israel Keys đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Hắn có khả năng săn bắt, sinh tồn trong rừng như một con thú dữ từ khi còn nhỏ. Hắn không được đi học. Khái niệm về đạo đức của hắn rất mỏng manh. 10 tuổi, hắn đã biết lẻn vào và ăn trộm đồ ở nhiều nơi và yêu thích việc phóng hỏa. 14 tuổi đã thích hành hạ và giết hại động vật. Hắn thừa nhận, lúc hắn 18 tuổi, khoảng vào năm 1996, hắn đã tấn công tình dục một cô gái. Bước ngoặt cuộc đời ở tuổi 20, năm 1998, Israel Keys đi lính. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc và hòa nhập với xã hội. Hắn thích nghi cực tốt với môi trường quân đội, được mô tả là người thông thạo mọi ngành nghề, kỹ năng sinh tồn cao, phù hợp nhiều vai trò và nhiệm vụ khác nhau, và được cho là rất thông minh. Đây là khoảng thời gian tâm lý của Israel Keys thay đổi nhiều nhất trong cuộc đời hắn. Tất nhiên là hắn thích cuộc sống này hơn cuộc sống hoang dã cùng với đức tin đầy tranh cãi của bố mẹ hắn. Năm 2001, xuất ngũ. Hắn tách khỏi gia đình và chuyển tới bang Washington. Và từ lúc này hắn hoàn toàn tự do, bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn quyết định trở thành một sát nhân. Israel Keys khai nhận đã ra tay giết người 4 lần khi sống tại bang Washington. Từ năm 2001 đến năm 2007, những lời khai rất mập mờ, cảnh sát đến nay vẫn chưa thể tìm ra các thi thể. Vào năm 2007, hắn chuyển đến sống tại Alaska và bắt đầu thực hiện các vụ án nhiều hơn. Lúc này, hắn định hình được một bộ quy tắc giết người và phạm tội cho bản thân. Nó hoàn hảo đến nỗi không một nhà điều tra nào có một chút manh mối nào. Mình sẽ phân tích cách thức ra tay của hắn sau. Sau đây là những vụ án và những phỏng đoán của cảnh sát về số nạn nhân. Vì cách ra tay chính của Israel Keys là đi du lịch khắp nước Mỹ, hắn sẽ giết người ở những nơi hắn ghé qua. FBI phải điều tra lại tất cả những nơi mà hắn đi qua từ năm 1996 đến năm 2012.
Chắc chắn rất nhiều trong những nơi này Keith đã ra tay giết người. Một số nạn nhân được xác định là Deborah Fredman, 49 tuổi, bị mất tích vào năm 2009. Hai vợ chồng Bill và Lauren Currier ở một thị trấn nhỏ mất tích vào năm 2011 và Samantha Koenig năm 2012. Con số mà tên này thừa nhận là 11 mạng người, nhưng các nhà điều tra cho rằng con số thực tế phải hơn như vậy rất nhiều. Ngoài giết người ra, xác định được hắn có cướp một ngân hàng vào năm 2009, cướp của và đốt nhà rất nhiều lần. Vào năm 2012, ở phần 1 chúng ta đã biết, sau khi sát hại Samantha Koenig, Israel Keys đi du lịch trong 2 tuần. Trong 2 tuần đó, hắn đã cướp một ngân hàng tại Texas và đột nhập cướp rồi đốt một căn nhà. Lúc này, việc phạm tội với hắn như một trò chơi vậy, không để lại một dấu vết nào và cũng không ai tìm ra. Cuối cùng, hắn đã bị bắt tại Texas vì sơ suất để cây ATM quay được chiếc xe màu trắng. Sau đây, chúng ta sẽ cùng phân tích hành vi gây án của Israel Keys. Mình sẽ cùng mọi người xem lý do vì sao hắn là nỗi ác mộng tồi tệ nhất của FBI. Đầu tiên, hắn dựng lên vỏ bọc là một công dân gương mẫu. Israel Keys đến Alaska, một vùng đất hoàn toàn mới mà không ai biết hắn là ai, mở một công ty xây dựng tên Keys Construction. Vì những kỹ năng xây dựng này hắn có thừa, hắn lấy một người vợ và sinh một người con. Sống không khác gì một người đàn ông mẫu mực trong xã hội, làm việc siêng năng để nuôi vợ con và phát triển công ty. Hắn hòa nhập hoàn toàn với xã hội loài người. Nhưng như chúng ta đã biết rồi đó, đây hoàn toàn là một cú lừa ngoạn mục. Dưới lớp vỏ bọc ấy là một con ác quỷ khát máu. Israel Key nghiện phạm tội và nghiện giết người, nhưng hắn không hề điên, hắn không hề điên một chút nào. Điều hắn chú trọng nhất khi gây án là làm sao để không bị phát hiện. Tên này dường như nắm rất rõ cách các điều tra viên và FBI làm việc. Hắn luôn đi trước họ một bước. Hắn đi du lịch khắp nơi và ra tay trên khắp nước Mỹ. Hắn thường tới một địa điểm, thuê một chiếc xe, rồi lái nó đi cả trăm dặm đến những vùng hẻo lánh, tìm người rồi sát hại họ. Như cặp vợ chồng này ở một thị trấn nhỏ, bị hắn lái xe tới, bắt cóc, đưa đến một chỗ vắng. Người chồng bị sát hại, người vợ bị xâm hại rồi sát hại. Thi thể thì bị phi tang không một dấu vết. Họ được ghi trong hồ sơ là mất tích, cho tới khi Key thừa nhận là do hắn làm. Thường thì cảnh sát sẽ điều tra những vụ án theo khu vực. Mỗi khu vực có một đội riêng nên họ sẽ thường thiếu liên lạc với nhau về thông tin. Hắn cũng sẽ không giết quá nhiều người trong cùng một khu vực, nên cảnh sát cũng không thể nghĩ đó là một sát nhân hàng loạt. Điểm đặc biệt nhất ở tên này là hắn chuẩn bị nhiều bộ dụng cụ gây án. Hắn gọi là bộ dụng cụ giết người, gồm súng, đạn, dây chói, xẻng, thuốc tẩy, tiền mặt và nhiều thứ khác nữa, bỏ trong một cái xô. Hắn làm nhiều bộ như vậy và giấu ở trên khắp nước Mỹ. Cứ tới chỗ nào hắn muốn giết người, hắn sẽ đào bộ dụng cụ ở chỗ đó lên. Khi dùng xong thì đem giấu trở lại. Hắn làm vậy là vì hắn hiểu được đội điều tra hay tìm thủ phạm nhờ vào vật chứng. Cảnh sát hay theo dõi hóa đơn mua hàng, mua súng hay mua thuốc tẩy rửa, hoặc những dụng cụ khả nghi mà tội phạm hay mua. Họ sẽ kiểm tra máy quay an ninh ở những siêu thị để tìm kẻ khả nghi. Vì vậy hắn đã đi trước cảnh sát, mua sẵn và rải khắp nơi, dùng xong rồi cất lại. Không có cơ hội cho cảnh sát. Về nạn nhân, hắn giết người không theo một đối tượng gì cả. Già, trẻ, nam, nữ, thậm chí không cần biết là ai. Chỉ cần biết là vị trí đó, thời điểm đó, thuận lợi là hắn sẽ ra tay. Điều này khiến cảnh sát không thấy được điểm chung giữa các vụ án. Không thể nghĩ được là do cùng một người làm. Hắn đã gây án đủ thể loại: trộm cắp, hiếp dâm, giết người, cướp nhà băng, đốt nhà, tống tiền, bắt cóc. Gần như mọi việc phạm pháp hắn đều sẵn sàng làm. Từ xưa tới nay chưa có tên tội phạm nào manh động như vậy, nên cảnh sát có nằm mơ cũng không thể nghĩ tất cả những vụ án đó chỉ do một người làm. Ở phần đầu mình có nói, Israel Keys như là tổng hợp các điểm đáng sợ của những tên sát nhân ở quá khứ. Hắn có vỏ bọc hoàn hảo trong xã hội, giống với Ted Bundy. Nhìn vào không bị ai nghi ngờ, nhưng Ted Bundy chỉ giết phụ nữ trẻ và gây án cũng lộ liễu, để lại nhiều bằng chứng. Keys không như vậy, hắn ta ra tay với tất cả mọi đối tượng, giống như Night Stalker. Hắn cẩn thận che giấu, giống như sát nhân song sanh. Nhưng điều hắn làm thành công nhất là khiến cảnh sát không biết sự tồn tại của hắn. Nếu tên này không khai ra, chắc cảnh sát cũng chả bao giờ biết được là có một tên sát nhân hàng loạt tồn tại một cách âm thầm như vậy. I'm two different people basically.
How long have you been two different people? Long time. 14 years. Ở phần 1, ta biết đầy đủ về vụ án đã khiến Israel Key bị bắt. Vụ án đó là một sự vô lý rất lớn. Hắn đã phản lại những quy tắc mười mấy năm qua của hắn. Hắn ta ra tay ở ngay Alaska, ngay gần nhà. Trước đó hắn nói sẽ không làm như vậy. Lần này hắn còn đòi tiền chuộc, rồi đi vòng vòng rút tiền như trêu đùa cảnh sát vậy. Từ trước tới nay, hắn chưa từng như thế. Nhưng lần này, vì ra tay ở Alaska, hắn bị xác nhận là người Alaska. Hắn bất cẩn để cây ATM quay được chiếc xe màu trắng. Cảnh sát bắt được chiếc xe trắng, xem được hộ chiếu từ Alaska. Israel Keys bị bắt quá dễ dàng. Thật sự rất khó hiểu cho sự sơ suất và chủ quan này. Israel Keys trải qua một vài buổi phỏng vấn với cảnh sát, tưởng chừng chỉ là một tên bắt cóc tống tiền, nhưng tự nhiên tên này khai rằng hắn là một sát nhân hàng loạt. Các điều tra viên chết lặng vì mười mấy năm qua họ đã bị tên này vượt mặt hoàn toàn. Trong suốt những buổi phỏng vấn, Israel Keys luôn tỏ ra trêu đùa cảnh sát. Hắn sẽ khai thật ít thông tin, nói không rõ ràng, làm khó những thẩm vấn viên chuyên nghiệp nhất. Hắn có một thú vui trong việc kiểm soát lượng thông tin nói ra. Everything was meticulously planned, and our interviews with him were the same from his standpoint. I mean, I never got the sense that he, you know, accidentally told us something or got angry and riled up and then something flew out of his mouth. My sense was that he knew every time he came in kind of what he was going to give us that day. Một tên như vậy thật sự là ác mộng đối với những nhà điều tra. Hắn được đánh giá là có IQ cao và là một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hắn ta biết rằng sẽ có ngày bị phát hiện, nhưng điều mà hắn chờ đợi là một sự kiện chấn động hơn. Hắn chờ đợi mọi chuyện sẽ diễn ra giống như một bộ phim rượt đuổi hay là đấu súng gì đó, và hắn muốn bị bắn chết. Việc bị bắt nhanh gọn như vậy làm hắn thấy không vui. Hắn rất ghét cái việc phải ở tù và cái việc bị đem đi xét xử nhiều lần. He wanted the death penalty and he wanted it quickly. He didn't want to sit in jail for a long period of time. Ngày 2 tháng 12 năm 2012, một ngày đặc biệt với rất nhiều số 2, Israel Keys được phát hiện đã tự sát và chết trong phòng giam. Đến lúc chết, hắn vẫn cố tỏ ra là một kẻ thông minh và nguy hiểm. Hắn dùng một cái dao cạo gắn trên một cây bút chì để rạch. Hắn dùng máu và vẽ 11 bức tranh đầu lâu, còn để lại một lá thư. Tuy nhiên FBI khẳng định lá thư không có thông tin gì đáng chú ý cả, chỉ toàn nói vớ vẩn. Israel Key đã chết, đem theo tất cả thông tin về những nạn nhân xấu số. Tên này không giống Ted Bundy hay Night Stalker thích khoe khoang chiến tích. Tên Keys này, hắn thích cái việc chọc tức cảnh sát hơn. Hắn muốn để lại sự mơ hồ, sự cay cú cho cảnh sát đến những phút cuối cùng. Cái kết này là cái kết đầy ám ảnh đối với những nhà điều tra vụ án này. Đây có lẽ là vụ án mang cái kết xấu nhất mà mình từng làm. Điều tốt duy nhất là tên này đã phải dừng tay. Nhưng vì cái chết ấy, rất nhiều mạng người sẽ mãi mãi không được xác định. Nhiều gia đình vẫn phải tiếp tục chờ đợi người thân mất tích một cách tuyệt vọng từng ngày. Bạn có tưởng tượng được cảm giác mệt mỏi và bất lực, mong ngóng một ngày người thân mất tích của mình quay trở lại, dù trong thâm tâm biết có thể họ đã chết, nhưng vẫn không dám từ bỏ hai chữ hy vọng. Lý do mà trong những vụ án như vậy, các cảnh sát luôn tìm mọi cách để kiếm được thi thể là vì vậy. Họ muốn những người ở lại có thể có một cái kết để vượt qua được nỗi đau mà sống tiếp. Lại một lần nữa mình phải nói, thật khó để nhận xét tên sát nhân này, sự tàn bạo và tâm lý vặn vẹo của hắn. Chắc chắn mọi người đã thấy quá rõ rồi. Riêng tên này, hắn cho mình một nỗi sợ âm ỉ. Liệu có còn tên sát nhân nào ở mức độ này đang tồn tại giữa xã hội chúng ta hay không? Vì rõ ràng bắt được hắn là một sự may mắn. Nếu cảnh sát không gặp may, thì một thứ như vậy có thể nguy hiểm tới cỡ nào nữa. Bỏ những cảm xúc qua một bên, ta cần nhìn nhận nghiêm túc về hai vấn đề. Thứ nhất là tín ngưỡng và đạo giáo. Thứ này đã tác động rất lớn và hình thành nên tâm lý vặn vẹo của Israel Keys. Vấn đề thứ hai
là hiện trạng hâm mộ sát nhân. Như ở tên Israel Keys này, hắn thừa nhận bản thân hâm mộ Ted Bundy và sự hâm mộ đó đã góp phần lớn khiến hắn quyết định trở thành sát nhân. Việc thần tượng sát nhân này đang diễn ra nhan nhản trên mạng xã hội ngày nay. Bản thân mình làm về chủ đề này, mình chứng kiến rất nhiều người bày tỏ sự hâm mộ tới các sát nhân, tội phạm, hâm mộ các hành vi bạo lực. Đáng nói là trong đó, nhiều bạn còn rất nhỏ. Theo mình, đa số những người này là do thiếu nhận thức, muốn thể hiện, muốn gây sự chú ý, tỏ ra nguy hiểm và tỏ ra khác người, nghĩ rằng phát ngôn như vậy là ngầu. Chắc mọi người đều đồng ý với mình là tỏ ra thần tượng sát nhân chả ngầu một tí nào, thậm chí là trông thật ngu ngốc và lố bịch. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số ít người đủ nhận thức rồi, nhưng họ thật sự cảm thấy hứng thú với tội phạm. Thì lời khuyên cho những người này là hãy nghiêm túc nhìn nhận đó là một điều sai hoàn toàn. Đó không phải bản năng hay tính cách ẩn sâu gì bên trong bạn đâu. Đó là một sự lệch lạc và méo mó trong tư tưởng. Hãy ngừng tiếp nhận những thông tin tiêu cực về sát nhân, hoặc có thể tìm người có chuyên môn để giải bày, để họ giúp đỡ và chữa lành tâm hồn cho bạn nhé. Mình mong mọi người bình an và luôn thật con người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hy vọng video này sẽ không quá tiêu cực và giúp ích được cho ai đó. Cảm ơn chân thành tới các bạn đã donate cho mình. Mình là tác giả của Bước vào bóng tối, một quyển sách về tội phạm. Mình cũng có bán những chiếc áo thun truyền tải thông điệp. Có thể mua áo, mua sách để ủng hộ mình hoặc donate cho mình nếu bạn thấy video này hay và mình xứng đáng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber. Basically, how long have you been two different people? Long time. 14 years. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that.